lưng của nó nữa này. Cái áo choàng tắm này. Các bạn thấy quen không? Rất là quen đúng không? Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau dọn cái tủ quần áo của vợ chồng mình. Đã rất là lâu rồi mình chưa làm video dọn tủ quần áo đúng không? Thế cho nên là ngày hôm nay mình hy vọng là các bạn sẽ ở nhà cùng dọn tủ quần áo với mình nhá. Bây giờ thì mình đoán là rất là nhiều bạn trong số các bạn cũng ở nhà rất là nhiều vì tình hình dịch diễn ra hơi bị phức tạp một chút. Chúng mình được khuyến cáo là hạn chế ra ngoài đúng không? Thế cho nên là nếu mà chúng mình có thêm một chút thời gian ở nhà thì tại sao chúng mình lại không dọn tủ quần áo cho nó sạch sẽ? Đã rất lâu rồi tủ quần áo của mình chưa được một cái đợt detox. Tức là những cái gì mà mặc thì mới giữ lại, những cái gì mà không còn mặc thì có thể là gửi nó tới một kế hoạch khác. Ý là ngày hôm nay chúng mình sẽ dọn tủ quần áo theo một số tiêu chí. Tức là những cái đồ gì mặc thì chắc chắn là giữ lại rồi, những cái đồ gì mà vẫn còn tốt thế nhưng mà không mặc thì sẽ để riêng ra một chỗ để đến khi nào mà có garage sale của yêu động vật. Các bạn biết là đó là một cái sự kiện mà mình vẫn donate ủng hộ đồ hàng năm để bán đồ gây quỹ cứu chó mèo đó. Thì những cái đồ còn tốt mà mình không mặc nữa thì mình sẽ để riêng ra để dành cho cái sự kiện đó. Sự kiện đó năm nay thì chưa có ngày cụ thể, thế nhưng mà mình đoán chắc sẽ khoảng tháng 12. Những cái gì mà mình không mặc nữa và cũng cũ quá rồi không thể nào mà đi quyên góp được thì mình sẽ có, nói chung là tùy tình hình mình sẽ có từng cái kế hoạch cho từng cái món đồ một. Giới thiệu với các bạn một chút là ngày hôm nay chúng mình sẽ dọn cái bên của mình. Mình không biết là ngày hôm nay chúng mình có dọn cái bên của anh bạn thân hay không. Các bạn cứ hình dung một nửa cái này nhìn chung là của mình, còn một nửa cái này nhìn chung là của anh bạn thân. Tại sao mình lại nói nhìn chung? Là tại vì một nửa hơn cái phần này là của mình, còn một một phần tư là của anh bạn thân, còn 3/4 là của mình. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu với cái đống hổ lốn ở trên kia trước. Các bạn thấy ở trên kia có một cái ngăn dài dài, kiểu như là các cái đồ nó trộn hết vào với nhau ở trong đó. Thì là mình đã đi mua những cái rổ như thế này để ngày hôm nay dọn những cái đồ này vào cho nó gọn gàng, chứ nó không có trộn lẫn với nhau ở bên đấy. Bây giờ cái này ở trên này nó phải có một cái chương trình, một cái hệ thống để các thứ. Ôi dồi ôi. Những cái đồ quần áo linh tinh này là đồ quần áo của ba mẹ mình này, cháu mình này. Nói chung mọi người ở Hà Nội mà mọi người vào đây thì mọi người thường để một ít quần áo ở đây. Và như các bạn thấy là mình cứ để hổ lốn lên ở một góc như vậy. Thực ra không phải là mình cố tình mình để cho nó linh tinh lên như vậy, mà là mỗi lần mà lấy ra lấy vô ấy, thì ở trên đó nó không có cái gì để nó ngăn lại nó. Thế cho nên là lấy ra lấy vô món này món kia, rút ra rút vô thì càng ngày nó càng tè lè ra ấy. Ngày hôm nay thì mình sẽ để tất cả các thứ vào trong này. Ôi, có khi phải lấy ghế. Ghế nhựa mình đứng lên mới được các bạn ạ. Ui, nhiều ra phết đấy chứ không ít đâu. Ba mình vô, rồi mẹ mình vô, anh trai, cháu mình vô. Mọi người vô thì đều, mỗi lần vô thì lại để thêm một ít quần áo ở đây. Có những cái rổ này thì nó sẽ rất là tiện. Ok các bạn, bây giờ mình đã xếp hết đồ mọi người ngoài Hà Nội vào trong một cái rổ như thế này. Thì mình sẽ để gọn lên đây. Cái rổ dạng đan này rất là tiện tại vì nó vừa cho mình biết nó là cái gì ở trong rổ. Tức là nhiều khi ở trên cao quá như này ấy, mà các bạn mua một cái rổ mà cái thành nó là một cái thành mà kiểu chất rắn ở đây, hoàn toàn che đi hết cái đồ ở bên trong thì mình sẽ không biết là ở trong rổ nó có những cái gì. Thế thì cái rổ đan này đựng cái gì vào trong đó thì mình sẽ biết. Lý do thứ hai mà mình quyết định chọn những cái rổ như thế này để sắp xếp đồ ở trên cái ngăn đấy là tại vì nó rất là nhẹ các bạn ạ. Và nó cao, kể cả mà mình không với được cái này, mình không có cầm được cái này, không có thế thì mình cũng sẽ tóm được những cái thanh thanh ở đây này để mình lôi nó ra và mình lấy nó xuống một cách dễ dàng hơn. Thì đó là một rổ. Các bạn thấy ngay lập tức nó đã gọn gàng hơn chưa? Cái rổ thứ hai mình sẽ đựng mấy cái đồ gối, mũ nón với cả những cái đồ linh tinh. Những cái đồ kiểu như là phụ kiện ấy. Mình với anh bạn thân thì có một số cái nón bình thường vẫn để linh tinh ở bên này này. Mèo thì hay nhảy lên đây chơi, mỗi lần nhảy là nó đạp hết cả nón xuống. Mình sẽ để nón vào đây. Thắt lưng hai vợ chồng mỗi người có một cái thì mình cũng sẽ để vào đây. Thắt lưng cũng là cái món mà tụi mình thỉnh thoảng mới dùng. Con ơi! Để vô đây, bao giờ cần dùng thì lấy xuống. Những cái đồ ở trên cao là những cái đồ mà ít dùng hơn những cái đồ để ở dưới. Đây, để đây như vậy. Màu xanh này cho vào trong. Rồi, mấy cái đồ phụ kiện này xong, bây giờ mình sẽ để gọn lên đây. Ok, vậy là xong một bên tủ. Sang đến bên tủ ở bên này thì mình sẽ để hai cái rổ toàn là
ga giường. Thì là bình thường ấy, mình có 3 bộ ga giường, 2 bộ sẽ để ở trong tủ và 1 bộ thì trải ở ngoài giường. Những cái bộ ga giường này sẽ giặt luân phiên nhau và dùng luân phiên nhau như vậy. Thì bây giờ mình sẽ cho một bộ vào đây ạ này. Đó. Tương đối gọn đúng không các bạn? Mình nói là tương đối thôi tại vì mình cũng không xếp được cho nó thật là đẹp. Mình chỉ xếp được cho nó tương đối thôi. Thì bây giờ mình sẽ cho lên đây một bộ như thế này. Bây giờ mình sẽ lấy cái bộ ga giường thứ hai xuống ấy. Các bạn thấy không? Khi mà không có một cái hệ thống gì để chia cái đồ ra ở trong một cái ngăn lớn như thế này thì mọi thứ nó cứ tẩy lè vào với nhau. Ôi, đây là cái áo choàng tắm các bạn ơi. Cái áo choàng tắm này mình rất là ít dùng, cả cái dây buộc lưng của nó nữa này. Cái áo choàng tắm thì có lẽ là mình sẽ không giữ lại nữa tại vì mình rất là ít dùng, mình sống ở Sài Gòn mà. Cái này mình mang ở Anh về, mình dùng rất là nhiều khi mà còn ở bên Anh. Tắm xong mặc cái này luôn vào rất là ấm. Thế nhưng mà bây giờ về Sài Gòn thì rõ ràng là tắm xong mình không có cần thiết phải mặc một cái áo choàng tắm dày như thế này nữa. Bởi vậy mình sẽ để nguyên ra một chỗ. Cái này vẫn còn tốt, có thể quyên góp được để bán gây quỹ. Đây, đồ bên này sẽ là đồ quyên góp nha các bạn. Rồi bây giờ cái này mình gấp lại. Có những cái rổ như thế này tiện quá. Mình gấp đồ thì phiên phiến thôi các bạn ạ. Mình không gấp được đồ đẹp như là nhiều người phụ nữ khác. Mình gấp đồ phiên phiến thôi, nhưng mà cũng được. Đó, vậy là hai bộ ga giường xếp ra hai cái rổ riêng biệt để sang hai bên như vậy. Ôi, các bạn đã thấy cái ngăn ở trên này gọn gàng ngay lập tức. Yeah, mình cảm thấy thật là hưng phấn. Bây giờ chúng mình sẽ đến với cái phần quần áo mặc ở ngoài đường. Đây là cái đầm mà mình mua những cái dịp mà lịch sự thì mình mới mặc thôi các bạn này. Đi dự đám cưới rồi đi sự kiện này kia, đi ăn tiệc buổi tối thì mình mới mặc cái váy này thôi. Và cái váy này thì chỉ được giặt khô, đi giặt ủi ở ngoài tiệm chứ không có được giặt ở trong máy giặt. Rất là khó ở cái chỗ đấy. Thực ra bây giờ mình nghĩ lại thì mình thấy làm như vậy cũng rất là cầu kỳ. Cuộc sống mình muốn nó đơn giản, mặc xong cái gì mình muốn cho nó được vào máy giặt xong rồi mình giặt đấy. Bây giờ mình sẽ đi từ trái qua. Những cái đồ trang trọng thì mình sẽ để dẹp qua bên trái. Ví dụ như là cái đầm này các bạn rất là quen rồi này, thì mình cũng sẽ để qua phía bên trái. Cái này là bộ vest. Thế nhưng mà mặc cái này mình mặc hơi bị chật một chút. Cái này mình được tặng, nó bị kích vai á. Cái quần đi với nó này, bây giờ mình sẽ để sang một bên luôn. Cái bộ này thì rất là mới, thế cho nên là mình sẽ quyên góp bộ này bán gây quỹ. Những cái đồ gì đủ mới để bán gây quỹ thì mình sẽ để sang một bên. Đây là cái bộ vest của Zara, rất là nhiều bạn hỏi. Đây, mình mua ở Zara nha các bạn. Cái bộ này thì mình mặc cũng khá là thường xuyên, thế cho nên là mình sẽ cất lại vào trong tủ. Đây là thêm một bộ vest nữa. Bộ vest này là bộ vest màu đỏ, mình mua từ hồi ở bên Anh để mình đi họp đi hành gì. Mình nghĩ là về Việt Nam mình sẽ có một công việc công sở tương đối là nghiêm túc, thế cho nên là mình đã mua một bộ vest để có thể đi họp, đi hành. Xong cuối cùng là công việc của mình nó không nghiêm túc đến thế. Cái này ít mặc này. Cái này lâu lắm rồi. Cái này mua năm, phải cách đây 5 năm. Rồi mình hay mặc đi chơi. Bây giờ thì nó bị hơi cũ một chút, hơi bị giãn ra một chút rồi. Nhưng mà vẫn còn tốt, thế cho nên là mình sẽ để gấp lại để bán gây quỹ được. Áo len mỏng này mình mặc dịp Tết vừa rồi. Các bạn có nhận ra cái áo này không? Áo này rất là đơn giản. Mình sẽ giữ lại đây. Váy đầm này mình cũng mặc này, các bạn có nhận ra cái đầm này không? Cái đầm này mình cũng mặc rất là nhiều lần đến các sự kiện ấy. Bộ này mình mặc hơi ít. Mình có nên... Nhưng mà mình mặc rất ít tại vì cái màu này nó rất là hồng. Mình nghĩ là mình sẽ thay đổi. Khi mà mình mua thì mình nghĩ là mình thay đổi một chút đi, mình mặc màu hồng đi cho nó trẻ trung. Thế nhưng mà đến khi mà mình đã mua về rồi thì thực sự là trong suốt khoảng 9 tháng vừa rồi, mình nghĩ là mình mua hồi tháng 6. Đúng rồi, mình mua hồi tháng 7 ở bên Malai ấy. Xong rồi đến bây giờ đã là khoảng 9 tháng kể từ cái ngày đấy rồi. Thế nhưng mà mình mặc rất là ít. Mình chỉ mặc vài lần thôi, cho nên có lẽ là mình sẽ để gây quỹ để bán cho một người nào đó thích cái bộ này hơn và mặc cái bộ này nhiều lần hơn mình. Ok, quyết định. Đấy, nhiều khi các bạn dọn tủ quần áo, các bạn phải đưa ra những cái quyết định khó khăn như vậy. Có những cái món đồ mà nó còn rất mới, thế nhưng mà trong sâu thẳm các bạn biết là các bạn sẽ không mặc cái món đó.
các bạn không thích cái món đó đủ. Thế nhưng mà cái con người tiếc của trong người các bạn sẽ nói là à cứ để đấy đi, biết đâu có dịp. Nhưng mà thực sự nếu mà trong 9 tháng mà các bạn chỉ mặc được cái đồ đó có một lần, và không nói đến lý do thời tiết nha, những cái áo to sụ mà các bạn chỉ có dịp đi nước ngoài mặc thì không nói chuyện làm gì. Thế nhưng mà một cái bộ đồ đáng nhẽ ra các bạn phải mặc thường ngày nhưng các bạn lại không mặc, thì các bạn nên sang tay nó cho một người khác mà sẽ quý trọng nó hơn và sẽ sử dụng nó nhiều hơn. Cái chân váy quả chanh này thì quá quen thuộc rồi đúng không? Các bạn biết rồi. Đây cũng là một cái quần của một bộ vest. Mình cho các bạn xem. Đây là cái quần của nó. Còn đây là cái áo của nó. Mình có rất là nhiều vest, các bạn thấy không? Những cái người mà tướng hơi vai hơi ngang một chút này, và hông hơi hẹp một chút, tướng hơi kiểu như là tướng hơi thẳng một chút, hơi bị thiếu đường cong một chút, thì mặc những cái đồ nữ tính nó không có đẹp. Thế nhưng mà mặc vest thì lại rất ok. Được cái nọ nó mất cái kia. Bởi vậy cho nên mình có rất là nhiều áo vest, các bạn thấy không? Đấy. Màu xanh này mình cũng rất là ít mặc này. Mình mặc lên vài cái video các bạn để ý không? Thế nhưng mà màu xanh là một cái màu mình cố gắng thay đổi bản thân. Thế nhưng mà cuối cùng thì bản thân của mình vẫn thích màu đen trắng và màu trung tính hơn là những cái màu sặc sỡ như thế này rất nhiều. Tuy nhiên là cái bộ này còn rất là mới. Thế nên là mình sẽ để bán gây quỹ. Tại vì vốn mình không có thích màu sắc á, thế cho nên là những cái đồ mà mình mua màu sắc á, mình chán rất là nhanh. Mình chỉ mặc được vài lần thôi. Còn những cái đồ mà màu trắng này, màu đen này, màu trung tính các thứ, mình mặc rất lâu. Nhiều khi mình mua 4-5 năm mình vẫn mặc bình thường. Mà mặc thường xuyên là đằng khác đối với những món mà rất bền, rất đẹp. Áo trắng này, áo khoác này, các bạn cũng thấy rất là quen đúng không? Áo này thì mình vẫn giữ lại. Thêm một cái áo vest nữa. Áo vest này mình cũng mua ở bên Anh đấy các bạn ạ. 5-6 năm trước mà các bạn nhìn nó mới không? Nhìn nó mới tinh như thế này nhá. Rất là xịn đúng không? Mình mua cái lúc mà mình tốt nghiệp cao học để về mình đi làm công sở thì mình sẽ mặc. Dù không đi làm công sở thế nhưng mà mình mặc cái áo này rất nhiều. 5-6 năm rồi đấy. Cất vào cái bên này. Áo lụa này các bạn cũng thấy rồi. Áo lụa này thì càng bất tử hơn nữa. Cái áo này mình nghĩ là mình mua đã 6 năm rồi, năm 2014 đúng rồi. 2014 đến giờ là 6 năm rồi đấy các bạn ạ. 6 năm rồi mà nhìn nó vẫn còn như mới chưa? Và mình mặc cái áo này 1 tỷ lần rồi luôn á. Áo pizza này còn mặc không? Áo pizza này mình ít mặc lắm tại vì nó màu hồng. Các cái áo màu mè mình rất là ít mặc các bạn ơi. Ok, sẽ nhường lại cho những bạn trẻ hơn, phù hợp với tuổi hơn. Đầm trắng, cái đầm này rất là dễ. Dạo này mình mặc cái đầm này cũng tương đối nhiều đấy. Những cái dịp mà mình chỉ cần trong đồ vào một cái là mình đi ngay, thì mình sẽ tìm đến những chiếc đầm liền rất là tiện như thế này. Áo khoác này các bạn thấy quen không? Rất là quen đúng không? Áo khoác này thì khi nào mà đi chỗ nào lạnh thì mình vẫn mặc bình thường. Mà cái này nó bền ghê á. Không, thực ra cũng nó cũng không bền đâu. Mình mua đợt 2015 mà bây giờ là 5 năm rồi. Cái phần vải này thì ok. Thế nhưng mà cái tay này thì nó bị xù lông rồi này. Mình nghĩ là lấy cái dao cạo, cạo bớt cái chỗ xù lông này đi thì cũng không sao. Tại vì nó có chút xíu à. Nó có chút xíu ở cái phần bo này thôi. Thì cạo đi một tí thì cũng không có để ý. Cái bộ Adidas này các bạn biết rồi. Bộ đồ thợ điện rất là yêu thích của mình. À đây là cái đầm vest. Cái khuy này nó bị bung ra, mình sẽ phải khâu cố định cái khuy này lại vào đây thì nó mới thành ra cái kiểu đúng của nó này. Để mình treo lại vào trong tủ. À không, những cái đồ gì phải sửa thì mình để qua một chỗ đi. Để tí nữa mình sẽ đi sửa và đi giặt lại một thể cho nó xong. Những cái gì cần phải khâu lại mình sẽ khâu lại. Đây cái này cần khâu lại này, bỏ ra một chỗ đi. Áo lụa màu đen. Đây cũng là cái áo mà mình mua khi mà mình tốt nghiệp cao học để về mình đi làm công sở này. Rất là dễ mặc và nó không bao giờ nhăn hết. Chưa bao giờ mình phải ủi cái áo này. Cái áo này lúc nào nó cũng phẳng như thế này hết. Rất là sướng đúng không? Còn đây chỉ là những chiếc áo mà mình mặc thường ngày. Áo phông. Áo này còn nguyên mác này, hôm trước đi mua còn chưa mặc này. Áo sơ mi trắng, áo dài, áo nỉ màu trắng, áo trắng, áo trắng. Rất là nhiều áo trắng. Càng dễ mặc bao nhiêu thì càng mặc được thường xuyên bấy nhiêu. Bây giờ chúng mình sẽ đến với hai cái thùng màu cam này. Hai cái thùng màu cam này là đồ mặc nhà của mình. Ôi, mình nghĩ là hôm nay mình sẽ dọn nửa cái tủ thôi. Cái thùng màu trắng này các bạn, vừa nãy các bạn có thấy không? Đây, cái thùng màu trắng ở bên này là mình để khăn tắm các bạn ạ. Khăn tắm thì để bên này, khăn tắm thì không có gì phải dọn nhá. Bây giờ có cái đồ mặc nhà thôi. Các bạn có thấy áo nhiều hơn hẳn là quần không? Đây là áo, đây là quần. Sao nó không có cái sự tương xứng gì hết? Riêng đối với những đồ mặc nhà, mình tin rằng ai cũng sẽ có những cái đồ mà các bạn đã mặc từ rất là lâu rồi và nó rất là cũ rồi và nó rất là ghê rồi. Thế nhưng mà các bạn
nghĩ là ừ để mặc nhà cho nên là các bạn không bao giờ vứt đi ấy. Ví dụ như là cái này thì đúng là không nên mặc nữa rồi chưa. Cái này mình phải mua chắc tầm năm 2013, tức là bây giờ đã là 7 năm rồi. Cái này 7 năm rồi. Thôi, hôm nay chị sẽ cho em về hưu. Cảm ơn em vì 7 năm qua. Ok, rồi đối với quần thì rất là đơn giản. Mình chỉ cần dọn như thế này. Đây là những cái đồ mà mình sẽ giữ lại, lọt thỏm vào trong thùng. Cho nên là mình cảm thấy tương đối là dễ dàng khi mà dọn những cái này. Bây giờ tới cái áo mới khổ này. Nó có rất là nhiều những cái áo mà đã kiểu như là nhăn nheo nhẽo xệ, thủng trước, thủng sau rồi. Thế nhưng mà mình tiếc của mình vẫn giữ lại để mình mặc nhà ấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ những cái áo nào cũ quá rồi thì thôi. Đây, chiếc áo này cũng là một trong những chiếc áo 7 năm tuổi của mình. Các bạn có thể để ý được cái sự 7 năm tuổi, tại vì các bạn có thấy nó bự không? Các bạn nhìn này, mình mua từ cái thời mà mình 60 mấy cân ấy. Chị cho em nghỉ hưu nhá. Cảm ơn em. Đây là chiếc áo Adidas ngày xưa của mình. Bây giờ thì mình cũng có một chiếc áo Adidas này, thế nhưng mà đấy là áo mới đấy các bạn ạ. Còn chiếc áo Adidas cơ bản đầu tiên mà mình mua là chiếc này cơ. Nhìn xa thì nó có vẻ không có vấn đề gì đúng không? Thế nhưng khi mà các bạn nhìn gần lại ở đằng sau lưng thì các bạn sẽ thấy 1.000 chiếc lỗ ở đằng sau lưng như thế này đây. Chính vì thế mà mình đã sử dụng cái này để mặc nhà rất lâu rồi. Nó không có được gợi cảm lắm khi mà một người phụ nữ mặc cái áo thủng nhiều lỗ đến mức này. Thế nhưng mà cái chất liệu của cái áo này nó rất tốt, thế cho nên mình cứ giữ lại hoài. Thôi, chị xin cảm ơn em vì những năm qua đã phục vụ chị trong một thời gian rất lâu, đã đi cùng với chị qua biết bao chuyến đi. Và cuối cùng sau khi em đã thủng lỗ chỗ để em thành áo mặc nhà cũng biết bao nhiêu lâu nay rồi, thế nhưng mà ngày hôm nay chị sẽ cho em nghỉ hưu. Chị cảm ơn em. Rất là nhiều áo phông linh tinh. Ở đây, đây là chiếc áo mà các bạn nếu mà follow mình từ cái thời mà mình ở nhà cũ, các bạn sẽ nhận ra này. Đây là chiếc áo rất quen thuộc. Thế nhưng bây giờ mình để mặc nhà tại vì nó rất là ngắn. Nó ngắn đến mức mà không thể mặc ra đường được. Càng ngày cái mép của nó càng cong lên thì nó càng ngắn lên. Mình biết là nó hơi nhăn một chút, thế nhưng mà thực sự là nó vẫn còn rất là tốt, vẫn còn rất là mới các bạn ạ. Cái này thì mình sẽ để bán gây quỹ này. Để qua bên này à, quần tập gym. Nó lẫn vào đây. Đây, để qua một bên để tí nữa mình cất vào ngăn đồ tập gym này. Sports bra. Hèn chi mà đi tìm biết bao nhiêu lâu cái áo này vẫn không thấy. Và tại vì chắc là hôm nào mà mình đi công tác hay là gì, ông chồng ông ấy lấy đồ phơi vào xong rồi ông không biết. Wow, một đống đồ tập gym của mình hóa ra là ở đây. Chắc là ông chồng ông ấy không biết cái nào đi vào đâu, thế là tống hết cả vào cái thùng này. Hèn chi mình đi tìm đồ tập gym, mình bảo ủa tại sao cảm giác cứ thiếu thiếu đồ tập gym là như nào. Bây giờ mình đã tìm được hết. Ôi, mình nhiều áo phông quá các bạn ơi. Đây là món quà đầu tiên mà anh bạn thân mua tặng mình. Món quà đầu tiên khi mà hai đứa bắt đầu yêu nhau là một cái áo như thế này. Bây giờ thì mình vẫn giữ lại mặc nhà, mặc dù nó chỉ của nó bung và nó còng queo như thế này, nó tòng teng như thế này ở dưới rồi. Thế nhưng mà mình vẫn giữ lại mình mặc nhà tại vì... Chồng ơi chồng! Nhớ áo này không? Áo anh tặng á. Ừ, mua ở đâu vậy? Nhớ áo là từ 2012. Trước khi đi ăn. Đây là cái áo đầu tiên. Đây là không phải là đây là cái áo đầu tiên, đây là món quà đầu tiên anh tặng em lúc mình yêu nhau. Ok các bạn ơi. Đây, để vào đây. Rồi, nó đã đỡ hơn trước. Tức là nó đã không kiểu như là một đống nhét bừa bộn vào cùng với nhau như thế này. Đây là áo mặc nhà. Rất là nhiều, đảm bảo mặc nhà thêm 5 năm nữa vẫn chưa hết áo mặc nhà. Tức là từ giờ cho đến hết 5 năm nữa mình sẽ không phải đi mua thêm bất cứ một cái áo mặc nhà nào nữa, mình không nghĩ vậy. Ok các bạn, mình nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ dừng lại ở đây. Mình mệt quá. Bây giờ tạm như thế này đã. Không thể nào mà một ngày mà dọn hết được tất cả những cái này được. Ngày hôm nay mình sẽ dọn một nửa cái bên này thôi, mình cảm thấy đó đã là một cái thành công ngoài mong đợi rồi. Tủ quần áo của mình bây giờ nhìn nhẹ nhàng và gọn gàng hơn rất là nhiều rồi. Mình rất là vui các bạn ạ. Nếu mà các bạn muốn xem tiếp mình dọn cái nửa bên này của tủ quần áo, tức là một nửa của mình và một nửa của anh bạn thân, thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới và mình sẽ tiếp tục tấn công đến cái nửa tủ bên này nhá. Với cái tình hình dịch như thế này thì có vẻ như là chúng mình cũng sẽ vẫn ở nhà một thời gian tương đối khá nữa đấy. Thế cho nên là ở nhà thì chúng mình làm gì? Dọn tủ quần áo thôi. Like video và đăng ký kênh nhé. Tại vì mình sẽ quay lại với video mới vào thứ tư và chủ nhật
hàng tuần. Và đừng quên follow mình ở trên Facebook cũng như là Instagram tại Giang ơi Vlog. Mình sẽ để tên ở đây. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video của mình. Và tạm biệt các bạn.